Vâng, em tin chào bác nhá, chào mừng bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh bác một số sản phẩm bên em đang phân phối nhá, cũng quay trực tiếp báo giá. Hôm nay thì bên em về được cái lô kéo cành hộp đỏ này, nó rất đẹp này, cá sấu vàng nhá, rồi là gối massage, một số cái dòng bình giữ nhiệt nhá, đó bình giữ nhiệt đài FM và bơm 2T này, gửi đến quý anh chị nhà mình. Đấy, các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như nút đăng ký kênh để đón xem cái sản phẩm rồi video mới nhất của em coi nhá. Đấy, em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong video ngày hôm nay. Các bác lưu ý là những cái sản phẩm nào bên em báo bao ship trực tiếp vào trên video thì những cái sản phẩm đấy sẽ được bao ship, còn vẫn cứ mặc định là hóa đơn trên 400k được bao ship nhá. Đấy, nhận hàng đấy bác, kiểm tra hàng thanh toán, đấy giao hàng toàn quốc luôn nên có cứ yên tâm đặt hàng. Đấy, thì cái sản phẩm đầu tiên trong video hôm nay thì bên em về được ít cái dòng lô bình pha trà và bình giữ nhiệt mang đi làm đi văn phòng này. Đó, để đáp ứng cái nhu cầu thì rất là nhiều bác hỏi về cái dòng bình này. Đó thì bên em về được cái dòng lô bình của Nhật nhá. Đấy, nhận thương hiệu Convoy này. Đấy, lô Rirushi này, Made in Japan. Đó, con này thì cái dòng này thì rất là nhiều bác hỏi là có cái bình nào nhỏ nhỏ để cho con nhà mình mang đi học không. Đó thì bên em về được cái lô bình này rất là xinh này. Đó, các bạn nhìn này. Đấy, dạng nó là dạng inox hai lớp nhá. Con này thì nó sẽ có giữ nóng giữ lạnh ok luôn. Đấy, giữ nóng giữ lạnh đầy đủ này. Đó đây, bên trong này có cái những cái sticker rất là xinh này để cho các bé dán ở ngoài bình. Đó, ở đây thì nó có kèm đầy đủ những cái phụ kiện đi kèm. Đó, ống hút các thứ đầy đủ này. Đấy, về thì bác lắp đặt vào thôi. Đấy, còn bình của nó đây cô nhá. Đấy, bình của nó thì nó sẽ có một cái quai đeo như này. Bình của nó thì sẽ có mấy cái phần quai đeo như này. Đấy, quai đeo này, phần nắp thì nó là dạng gian xoáy nhá. Đấy, dạng gian xoáy, nó có một cái giòn ở đây rất chặt này. Đấy, xách đi xách lại rất tiện nhá. Dung tích của con này của nó là 1 lít. Đấy, 1 lít. Cái phần này thì các bác chỉ cần bấm lên cho em này. Đấy, bấm vào đây. Đấy, và các bác mở lên thì các bé có thể là uống trực tiếp như cái phần này, các bác uống trực tiếp này, các bé uống trực tiếp này thì uống xong các bé lại đậy vào. Đấy, đậy vào và cài cái này lên thì nó rất là vệ sinh nhá. Đấy, rất là vệ sinh luôn. Đó, chỉ cần ấn vào cho. Đấy, ấn cái này là tự động nó sẽ ra nhá. Đấy, ấn là tự động nó sẽ ra và đậy cái này vào. Đây, nó rất là tiện luôn. Cực kỳ là xịn sò, hàng thì rất là chất lượng nhá. Bình thì cầm nó rất là chắc chắn luôn. Đây, phần đế bình, vít bình này. Đấy, nó rất là nhỏ gọn. Con này thì đây em sẽ đo về cái phần kích thước nhá, nó rất là nhỏ gọn, nói chung là cho các bé mang đi học rất là thích hợp. Rất là nhiều bác hỏi về cái dòng bình này để có không, để mua tặng các cháu, mua các bé về để các bé mang đi học cái đợt đầu năm học ấy, nhưng mà không có hàng. Đây, con này chiều dài của nó nếu mà cầm cả quai là chỉ có vào 25 thôi, còn khi mà hạ quai xuống thì nó rất là thấp, chỉ có khoảng tầm là 19 cm thôi, thì các bé mang đi học nó rất là tiện đây này. Đó, xách đi xách lại rất là tiện nhá. Đó, rất là chất lượng về cái dòng bình của Nhật nha. Các bác nhìn cái bình này, nó rất là đẹp luôn. Đó, nhìn nó rất là chất lượng nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra con bình cho em. Nói chung là con này thì không có gì phải chê cả về cái con bình này. Các bác lên mã cho em dòng sản phẩm là bình quai nhá. Dung tích là 1 lít. Bình này thì có thể là giữ nhiệt, giữ nóng, giữ lạnh ok luôn. Đấy, các bác cho đá, cho nóng lạnh ok luôn. Đấy, bình quai. Con bình quai này thì bên em đang bán giá thì là 250.000 một con và bao ship tận nhà nhá. Đấy, của thương hiệu Rirushi, Made in Japan. Đấy, thương hiệu Convoy. Đó, rất xịn sò và rất xinh, rất đẹp nhá. Đấy, nhìn rất là đáng yêu, cute ngộ nghĩnh. Đó, bình quai 250k, một chiếc bao ship. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái con bình bình pha chè này. Đấy, cái con bình pha chè. Đó, thì cái con này thì cái dung tích của nó là đi 800 ml nhá. Đấy, gần 1 lít nước. Con này thì giữ nóng, giữ lạnh ok luôn. Đấy, giữ nóng, giữ lạnh ok luôn. Bên trong của nó này, chất liệu của nó là inox 2 lớp và su 316 nhá. Đấy, su 316, inox 316 nhá. Đó, con này có giữ nóng giữ lạnh ok luôn, hot cool này. Đấy, hot cool nhá, giữ nóng giữ lạnh ok luôn. Ngoài ra đây là cái phần nắp này. Phần nắp này nó sẽ tích hợp luôn là cái một cái phễu lọc chè. Đấy, để các bác có thể là cho chè khô rồi cho những cái đồ khô đấy các bác pha lấy nước các bác uống ấy thì các bác cho trực tiếp đây luôn cho em này. Đấy, cái này gọi là cái phần cái lưới lọc đấy. Đấy, cái phễu lọc đó thì các bác dùng các bác xoáy vào đây cho. Đó, các bác xoáy vào. Đấy, xoáy vào và các bác cho nước sôi vào đây. Đấy, sản phẩm này thì hôm nay cũng em cũng test trực tiếp rồi. Giữ nhiệt khoảng tầm là đi 6 tiếng, nói chung là các bác dùng để pha chè thì nó rất là tiện luôn. Đấy. Rất là tiện nhá. Rất là tiện. Đấy, dạng này của nó là dạng gen xoáy này. Đó, các bác xoáy hết vào đây. Xoáy hết cỡ vào thì nó sẽ đối xứng như này, một đầu này. Thì khi mà các bác rót nước, các bác ấn em vào đây, ấn đây thì nước nó sẽ ra. Đấy, ấn nước nó sẽ ra và các bác bỏ ra thì nước nó không ra, không văng được. Nó rất là kín hơi nhá. Đấy, con này các bác dùng để hãm chè, hãm trước. Rất là chất lượng luôn. Đấy, hàng giữ nóng giữ lạnh ngon lành. Phần dưới chân này là có cái đế cao su này, các bác cầm hơi bị trơn trượt này, có phần quai này. Đấy, con này thì nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. Đấy, vừa vừa. Đấy, 14 cm chiều cao này. Chiều bán rộng của nó là khoảng tầm 15 cm này. Đấy, 15 cm.
Đó, bác nào mà nhà ít người đấy thì dùng cái con này rất là tiện này đấy, hoặc là dùng theo dạng cá nhân đi làm văn phòng cũng rất ok, đó rất là tiện dụng thôi nhé. Đấy, về cái dòng bình pha trà này đó thì các bác lên mã xem là dòng bình pha trà, dung tích con bình pha trà này của nó là đi 800 ml cũng nhé, gần 1 lít đấy, 800 ml. Cái con bình pha trà này thì bên em đang bán là 260k đấy, giữ nhiệt thì khoảng tầm là giữ nhiệt giữ nóng khoảng tầm 6 tiếng nhá. Đấy, khoảng tầm 6 tiếng, nói chung là 6 tiếng thì các bác pha trà pha cà phê cái thứ vào đây thì quá là ổn rồi. Đấy, 6 tiếng thì quá là ổn rồi. Đấy, trong vòng 1 ngày thì rất là ok rồi. Bình pha trà 260.000 một con các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái lô đài FM này. Đấy, cái lô đài FM của Nhật nhá. Đây, hàng made in Japan. Đó, made in Japan thì tổng quan vào cái con đài của nó đây. Hàng này cực kỳ là đẹp và chất lượng luôn. Đó, rất là đẹp, nhìn nó rất là cổ điển, classic các bác nhá. Đấy, nhìn nó rất là cổ điển này. Con này thì các bác có thể là dùng để nghe nhạc rồi là kết nối với lại FM. Đấy, các bác nghe đài cũng rất là tiện luôn. Đấy, có phần tay sách này. Đấy, phần tay sách em sẽ đo về phần kích thước nhá. Con này thì cái chiều dài của nó là 18 này, phần chiều cao của nó là 12 này, phần bản rộng của nó là đi 8 cm này, 8 cm. Có quai sách này, đấy sách đi sách lại rất là tiện này. Ngoài ra thì có phần anten nhá. Đấy, anten kéo rất là dài. Đấy, anten đúng kiểu là đài cổ ngũ hành ngày xưa nhá. Đấy, vân giả vân cổ rất đẹp nhá. Đây. Đó đây. Đấy, rất là xịn sò, rất là đẹp luôn. Con này thì nó sẽ có các cổng kết nối như là USB này, thẻ nhớ này, và ngoài ra thì có cổng sạc với nhá. Đấy, con này thì nó dùng pin, khi mà hết pin thì các bác dùng cái cọng sạc bên em tặng kèm như này thì các bác cắm vào và các bác cắm vào cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Đây, cắm vào cục sạc điện thoại này. Đấy, để các bác sử dụng. Đó thì hết pin các bác dùng. À, đi đằng sau này thì các bác mở phần nắp ra cho em. Thì ở đây nó sẽ có là một cái viên pin 18650 nhá. Đấy, viên pin 18650 này. Đó thì cái dòng pin này thì thị trường nó bán rất là nhiều nên là các bác yên tâm, sau này có vấn đề gì vì gì gì về pin thì các bác vẫn thay thế thoải mái. Đi kèm thêm là của nó sẽ có hai cái viên pin phụ, nếu mà trong trường hợp mà các bác cần kíp quá các bác có thể là mua thêm hai viên pin phụ các bác lắp vào đây cho em. Đấy, nhỡ khi mà cái con này hết pin các bác chưa kịp sạc thì các bác có thể là nghe luôn, thì các bác mua hai viên pin to thì về các bác lắp vào. Dòng đấy thì bên em không cung cấp, chỉ có một cái viên pin đi kèm với đài thôi. Đó thì hết pin các bác lại cắm sạc vào các bác dùng thôi nhá. Đấy, pin thì cực kỳ là trâu bò. Đó, và đây em sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng này. Con này thì rất là dễ, các bác về thì các bác kết nối chủ yếu là hai cái mã của nó là FM này và MP3 này, thì các bác đẩy về cái phần FM cho em để các bác bắt đẩy FM, các bác xoáy lên cho em nhá, xoáy lên này. Đó, các bác thấy không? Đó, và bên này. Đây em cho nhỏ đi. Bên này thì em sẽ dò sóng nhá. Đấy, dò sóng này. Đây các bác dò sóng bên này. Đấy, các bác cho cái anten lên một chút này để cho nó bắt cho nó chuẩn nhé. Đây. Của các phi hành đoàn, những người sẽ làm việc trên trạm ISS, nơi đang tiến hành một số thí nghiệm khoa học tận dụng lợi thế của việc môi trường không trọng lực. Năm 2000, hãng sản xuất đồ chơi nổi tiếng Mattel đã thiết kế búp mô phỏng nữ phi hành gia Crystal Ferretti. Các búp bê này đã lên kệ vào năm 2021. Một phần của số tiền lợi nhuận. Cái phần bên này nó là phần bật tắt cũng như là phần xoáy to nhỏ luôn nhá. Đấy, xoáy to nhỏ luôn. Còn bên này là các bác chỉnh dò về cái phần sóng đài FM. Đấy, cái nút bên này là chỉnh dò sóng đài FM này, còn bên này là phần cho to nhỏ và bật tắt ở đây này. Trong tương lai. Đấy, các bác thấy này. Đây các bác chỉ cần đấy xoáy đây tạch tạch cái là các bác tắt đi này, các bác xoáy ngược lại này. Đấy. Trên trạm vũ trụ quốc tế truyền cảm hứng cho các bé gái đam mê khoa học vũ trụ. Chương trình cuộc sống cho nhỏ này. Đấy, do các rất tiện dụng nhá. Anten này thì các bác có thể là cho dài lên để các bác bắt sóng cho nó cho chuẩn nhá. Các kỹ thuật viên Nguyễn đây. Mến Thế Phi. Đài nghe thì rất là trong và rất là hay nhá. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Đó. Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày. Đấy, em giới thiệu là cực kỳ chi tiết về cái con đài của em rồi nhá. Ngoài ra thì khi mà đẩy sang cái phần MP3 này, các bác đẩy lên đây thì các bác có thể là nghe nhạc kết nối USB Bluetooth rồi là thẻ nhớ đây. Còn nếu mà chủ yếu con này em thấy là nghe FM rất là ổn luôn. Đấy, FM rất là ngon luôn nhá. Khỏe mạnh hơn. Đó. Có lẽ trong chúng ta thì ai cũng đã từng một lần bị khản tiếng. Tuy nhiên với những người phải nói nhiều như là giáo viên, người bán hàng hoặc là đấy thì các bác có thể là dò sóng ở đây cũng nhá. Đây là dò sóng ở đây này. Đấy, các dò sóng đây này. Đây này. Chúng bước vào cuộc đời với đầy đủ khó khăn, rắc rối, có buồn vui và cũng đầy áp lực. Trẻ trong độ tuổi đi học không chỉ có những áp lực về điểm số, về thứ tự xếp hạng, thời gian,
mà áp lực còn đến. Nói chung là một cái con đài FM, vừa có đài FM nhá, vừa kết nối với lại các thiết bị để các bác nghe nhạc cũng rất là tiện luôn, cực kỳ là hay cho các bác già cao tuổi rồi. Đấy thì các bác có thể là thích cái thể loại như này thì bên em đang cung cấp cái dòng sản phẩm này đài FM đâu nhá. Đó thì các bác lên mã trong dòng sản phẩm mấy con đài FM nhá. Đấy đài FM. Cái con đài FM này thì bên em đang bán giá là đi đài FM này. Đấy đài FM đang bán giá là 320k cho một con. Đấy và trong video này thì bên em là bao ship tận nhà luôn nhá. Giá cực kỳ là tốt luôn, cực kỳ là đa chức năng, nghe nhạc rồi là thu đài FM các kiểu luôn. Giá là 320.000 một con đài FM như này và bao ship tận nhà các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên em về tiếp tục với dòng bơm 2T của Kirito đây. Đấy, dòng bơm 2T của Kirito. Đây, dòng này của nó là hàng nguyên hộp nhá. Đấy, hàng nguyên hộp luôn, cực kỳ là xịn sò, hàng mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Đó, tổng quan một con bơm đây. Đó, khung viền thép rất là chắc chắn này, sơn tĩnh điện này. Đó, Kirito nhá, thương hiệu Kirito, một trong thương hiệu về bơm rất là nổi tiếng rồi. Dòng bơm 2T bơm trợ lực rất là khỏe nhá các bác, để nó bơm xe đạp, xe máy, ô tô ngon lành luôn. Đây, đấy, khung viền thép rất đẹp nhá. Đấy, chân chiếc các thứ ngon lành hết này. Đó, Kirito này, made in Japan nhá. Đấy, Kirito made in Japan. Ngoài ra thì con này nó sẽ có đồng hồ đo áp suất này. Đấy, đồng hồ đo áp suất. Ở đây thì đây là phần dây bơm này. Dây bơm thì rất là dẻo dai và bền bỉ nhá. Dây bơm này các bác có thể gặp thoải mái nhá. Thả ra cái này nó lại bình thường này. Đấy, rất là bền bỉ. Đầu bơm này, đầu bơm có thể là bơm phao, bơm bóng. Đấy, bơm xe đạp, xe máy. Rồi con này các bác có thể là bơm ô tô con ngon lành luôn. Đấy, bơm cực kỳ là khỏe nhá. Dòng này thì rất là tiện, các bác có thể là dùng tay các bác bơm này. Ngoài ra thì các bác có thể là dùng chân. Đấy, các bác dùng chân này. Các bác dùng chân các bác bơm này. Đấy, các bác lấy chân các bác đạp cho em này. Đấy, hơi ra rất là khỏe nhá. Em sẽ bịt này các bác, bịt này. Các bác nhìn cái đồng hồ này. Đấy, nó đang đẩy áp đây này. Các bác thấy không? Nó đang đẩy cân đây này. Các bác thấy không? Đây này, đấy là đẩy cân em thả cái này. Đấy, các bác thấy không? Đồng hồ nó đẩy cân lên rất là căng luôn nhá. Đấy, là chứng tỏ con này lực đẩy của nó rất là tốt nhá. Đấy, 2T bơm trợ lực rất là khỏe nhá. Dòng bơm 2T của Kirito. Đó thì các bác lên nhanh mã cho em này là đi bơm 2T Nhật nhá. Đấy, lên nhanh mã là bơm 2T của Nhật. Cái con bơm 2T của Nhật này thì bên em đang bán giá cho bác cực tốt luôn. Đấy, bơm 2T. Con này thì nhiều shop bán giá cực cao nhưng mà ưu đãi thì bên em về số lượng lớn nên đợt này giá cực tốt luôn. Giá chỉ có 290k cho con bơm 2T thôi và bao ship tận nhà nhá. Đấy, 290.000 cho con bơm 2T này, bao ship tận nhà, bơm bóng này, bơm xe đạp này, bơm xe máy này, bơm ô tô ngon lành luôn nhá. Đấy, dòng bơm 2T của Kirito. Đấy, bơm các bác đau tay thì các bác bơm chân, và các bác đau chân các bác lấy tay luôn sợ. Đấy, rất là chắc chắn và xịn sò ngon lành về cái dòng bơm này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác là cái dòng kéo cành hộp đỏ này. Đấy, về cái lô kéo cành hộp đỏ này cực kỳ là xịn sò và chất lượng luôn. Đấy, dòng kéo cành hộp đỏ của Nhật các nhá. Đây, em sẽ đập hộp mục sở thị cho bác xem một con nhá. Dòng này của nó là hàng nguyên hộp, các bác có thể là mua về biếu tặng làm quà cũng rất là ok. Đây, đó, hộp rất đẹp nhá, hộp rất đẹp và rất xịn sò. Đây, tổng quan em nó đây, nằm trong một cái khay như này, rất đẹp này. Đó, hàng chuẩn Nhật các nhá, made in Japan này. Đó, có nhìn kỹ không? Đây, made in Japan nhá. Con này thì hàng của nó thì rất là to tát, dày rất chắn, hàng liền thân này, hàng đúc liền thân luôn nhá, cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, lò xo đẩy thì rất êm tay. Đấy, các bác nghe tiếng là thấy nó êm rồi nhá. Đấy, đẩy rất là xịn sò và ngon lành về cái dòng kéo cắt cành của Nhật như này. Đấy, rất là xịn sò, chất lượng nhá. Đấy, quá là dày rất chắc chắn. Phần này nó sẽ ốp gỗ hai bên để khi mà các bác dùng nó không bị đau tay, không bị cấn tay nhá. Đấy, không bị cấn tay. Đấy, lò xo đẩy nó rất êm tay nhá. Đấy, đẩy rất êm tay, có phần lẫy cài này. Đó, lẫy cài. Con này cái phần tổng chiều dài của nó này vào khoảng tầm là 20cm cho một cái con kéo cắt cành của Nhật này các bác nhá. Đây. Đó, made in Japan nhá. Đấy, các bác lên mã xem là cái con kéo cắt cành hộp đỏ này. Các bác nhìn này, cái phần miệng của nó này. Đấy, nó há ra thì rất là to nhá. Đấy, há ra rất là to nên là các bác yên tâm là các bác cắt được những cái cành nó rất là to. Đấy, há ra rất to. Hàng thì cực kỳ là trơn tru và ngon lành luôn. Đấy, hàng rất là trơn tru và ngon lành nhá. Các bác lên mã xem dòng sản phẩm là cái con kéo cành hộp đỏ nhá. Đấy, kéo cành hộp đỏ này. Kéo cành hộp đỏ. Con kéo cành hộp đỏ này thì bên em đang bán giá cực tốt luôn, 250.000 một con. Đấy, và trong video này thì bên em cũng bao ship tận nhà nhá. 250.000 một con kéo cành hộp đỏ như này và bao ship tận nhà, hàng nguyên hộp các nhá, hàng của Nhật. Đấy, hàng kéo cành hộp đỏ của Nhật rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Kéo cành hộp đỏ 250.000 một con bao ship. Sản phẩm tiếp theo thì bên em về tiếp tục cái dòng thớt nhựa này. Đấy, cái dòng thớt nhựa nhá. Đây, cái dòng thớt nhựa của Nhật.
Con này thì của nó là dạng nhựa nguyên sinh, nhựa PPPE nhá. Đấy, dạng nhựa nguyên sinh nên là các bác dùng rất là yên tâm, dùng không bao giờ lo vấn đề gì về sức khỏe nhá. Đấy, dòng nhựa nguyên sinh. Tớt thì rất là dày, rất là chắn nhá. Con này mua các bác mua về chặt thái nhẹ là rất ok. Đấy, màu xanh nó rất là đẹp nhá. Con này thì nó sẽ có phần quai sách như này. Đấy, các bác có thể đeo sách lên rất là tiện luôn. Đấy, rất là nhẹ nhàng và sạch sẽ, các bác dùng những dòng thớt gỗ rồi. Thì những cái phần vi khuẩn nấm mốc rồi các thứ rồi, nó rất là nguy hiểm, thì các bác dùng chuyển sang cái dòng thớt nhựa thì rất là yên tâm, dùng rất là ngon. Con này đường kính của nó vào khoảng tầm là hơn 3 cm một chút này. Đấy, đường kính hơn 3 cm chút. Thớt thì khá là to, chắc chắn chị sò nhá. Đó thì các bác lên nhanh, lên mã nhanh cho em là cái dòng thớt xanh thôi nhá. Đấy, thớt xanh của Nhật. Cái con thớt xanh Nhật này thì bên em đang bán giá cực tốt luôn. Giá thì là 100k cho mỗi con thớt xanh như này và bao ship tận nhà nhá. Đấy, các bác lên mã cho em là thớt xanh. Đó, thớt xanh 100k bao ship tận nhà. Sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái lô cá sấu vàng này. Đấy, cá sấu hộp vàng nhá. Lô cá sấu hộp vàng rất là chất lượng và xịn sò luôn. Đây, hàng này của nó sẽ là hàng nguyên hộp nhá. Các bác có thể là mua về biếu tặng làm quà cũng rất là chất lượng. Đây, thương hiệu Lacoste này. Đấy, dòng thắt lưng của Lacoste thì nói chung là khá là nổi tiếng rồi. Đây là cái phần hộp của nó này. Phần vỏ hộp nói chung là các bác nhìn này các bác thấy nó chất lượng nhỉ. Đấy, phần tay cầm có quai sách mạ vàng, mang đi làm quà biếu tặng cũng rất hay, rồi mua về gia đình nhà mình sử dụng. Đó, rất chất lượng nhá. Đây, thương hiệu Lacoste này, cực kỳ là xịn sò. Đó, đây. Phần da của cái dòng này. Đây nhá. Đó, phần da của nó này. Đấy, da của nó cũng rất là chất cô nhá. Da của nó rất là mềm luôn. Đấy, da của nó rất là mềm và ngon. Da của nó rất là mềm này. Các bạn nhìn này, da rất là mềm cô nhá. Da rất là mềm. Đấy, mềm như bún luôn nhá. Đấy, rất là thích cái da của nó, sờ rất thích. Dạng này của nó là dạng lưỡi cài nhá, các bạn nhìn này. Đấy, dạng lưỡi cài. Đây phần mặt đây. Đấy, mặt rất đẹp nhá. Con này thì khi mà các bác nếu mà tính giá bên kia thì nó đang vào khoảng tầm là đi 1.558 yên này. Đấy, 1.558 yên, giá khá là cao, nhưng về đợt này ôm lô thanh lý thì giá của nó cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá của nó cực kỳ tốt, hàng của nó sẽ là hàng nguyên hộp như này, xịn sò gửi đến quý cô bác chị nhà mình. Đó, rất là chất lượng, rất đẹp nhá. Đấy, nói chung là chấm hết cho mấy con thắt lưng như này. Đấy, hàng này thì bên em bán quá nhiều rồi. Đấy, các bác phản hồi cũng rất là thích luôn. Đây, đó, dòng da của nó này, da cực kỳ đẹp, da rất là mềm. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em coi nhá. Đấy, dòng này là dòng đình đám luôn đấy. Đấy, tailor nhá. Đấy, tailor thì nó về thời trang các thứ thì nói chung là nó chấm hết luôn rồi. Đó thì các bác lên nhanh mã cho em là cái dòng sản phẩm đấy, cái con cá sấu vàng nhá. Đấy, cá sấu vàng. Cá sấu vàng này thì bên em đang bán giá thì là cá sấu vàng này. Đấy, cá sấu vàng. Cá sấu vàng này thì giá là 200k một cái hộp cá sấu vàng và bao ship tận nhà nhá. Đấy, cá sấu vàng 200k một chiếc và bao ship tận nhà như này. Giá đi cực kỳ là tốt luôn. Đó, giá chỉ có 200k cho mỗi con này thôi. Đó, và cực kỳ là chất lượng xịn sò. Hàng gửi đến tay bác sẽ là hàng nguyên hộp luôn không nhá. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Sản phẩm tiếp theo thì bên em về tiếp tục với dòng lô massage 8bi này. Đấy, cái lô massage 8bi. Cái con này thì bữa trước đang bán hết hàng. Đấy, nay lại tiếp tục về dòng lô massage 8bi nhá, của Nhật này, Electric Japan. Đó, dòng lô massage 8bi. Con này thì các bác có thể là mua về để chỉ cái phần ô tô nhà mình, vì các bác nhìn cái phần gối nó này, nó nhìn nó dốc rất, nó rất giống là một cái phần đế đầu cái gối, cái ghế ngồi ô tô đấy. Đấy thì các bác mua về để phần ô tô nhà mình nó có một cái dây cạp như này. Đấy, hoặc là các bác để phần ghế ngồi nhà mình cũng rất là hay. Một bộ của nó thì sẽ có một cái phần gối chính như này. Một cái cục nguồn để các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Đấy, và đi kèm thêm của nó sẽ là một cái phần như này để các bác cắm vào cái tẩu ô tô. Các bác nhìn cái phần này các bác biết là các bác nào đi ô tô các bác biết luôn là cái phần tẩu ô tô đấy, các bác cắm vào để các bác sử dụng cái con này. Đấy thì cái con này thì sử dụng điện của nó, điện áp của nó là 12V nên là các bác cắm điện ô tô là thoải mái luôn nhá. Đấy, cắm điện ô tô là thoải mái luôn. Cái cục nguồn này là nó adapter là từ 220 xuống 20V nhá. Đấy, dòng điện 12V nên là các bác xài nó rất là yên tâm. Đấy, không lo vấn đề gì cả. Đấy, ở đây thì sẽ có nút on off và tắt này, thì giờ em sẽ kết nối thử với bác xem nhé. Đó thì về các bác cắm trực tiếp cái con này vào cái điện 220 thôi. Còn đây thì con này các bác cắm vào đây cho em. Đấy, cắm và kết nối vào đây là phần này các bác cắm điện trực tiếp 220 là con này luôn nhé. Đó, có thấy không? Đây, đấy, em vừa cắm cái nó lên luôn này. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái ánh sáng hồng ngoại nhá. Đấy, để các bác dùng để massage các thứ này, các bác nhìn này. Đây em để đây. Tay em nó đang đẩy lên này. Đấy, nói chung là cảm giác rất là phê nhá, cảm giác rất là phê luôn. Đấy, có hai chế độ, một chế độ có đèn, chế độ không đèn nhá. Đấy, chế độ có đèn này, chế độ không đèn này. Đấy, rất tiện nhá.
Đấy thì cái con này nó sẽ cứ tự động sẽ xoay như này, khi bác bật lên sẽ xoay này, rất thích luôn nhá. Đây có thấy không, đấy các bác để những cái phần cổ vai gáy của mình vào đây, đau người đâu ngọ, các bác lái xe nó căng thẳng quá các bác để vào đây, đấy cảm giác nó thư thái người ngọ, nó khoan khoái, đấy cảm giác rất là thích luôn nhá. Đây nó rất là ngon này, đây này nó rất là tiện dụng luôn nhá. Đấy các bác có thể để tay vào đây, các bác massage cho tay cũng được này, đó massage cho tay cũng được này, đây này, đấy rồi là để cổ vai gáy vào đây thì rất ok. Đấy thì các bác lên mã cho em dòng sản phẩm đấy, con massage 8 bi nhá. Đó cái con sản phẩm massage 8 bi. Cái con massage 8 bi này thì bên em bữa trước đang bán là đi 300k. Đấy 300k massage 8 bi. Massage 8 bi này, đấy massage 8 bi. Bữa trước thì là 300k. Đó hôm nay thì bên em giảm giá. Đấy, giảm giá cho bác là tri ân. Đó giá chỉ còn 280.000 một con thôi. Đấy và trong video này thì bên em cũng bao ship tận nhà nhá, massage 8 bi 280.000 cho một con massage 8 bi như này và bao ship tận nhà, hàng này cực kỳ là chất lượng mà ngon này, gửi đến quý các anh chị nhà mình các nhá. Con này thì các bác có thể là mua về làm quà, đấy mua về làm quà cho người thân gia đình nhà mình, đấy mua cho ông bà bố mẹ người già cũng được, dùng rất ok nhá. Đấy giá thì chỉ có 280.000 thôi, cực kỳ là tốt. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn là cái dòng bộ ví mà một này, đấy bộ ví mà một Nhật nhé nhá. Đấy con này thì nó gọi là đa di năng, các kiểu các loại luôn, bấm móng tay này, rồi là có những cái ví dụ như là kìm cắt lấy da chết này, rồi là nặn mụn này, nó lấy dai tai các kiểu luôn nhá. Đây đấy full combo một cái bộ sản phẩm như này, đó một cái bộ sản phẩm bộ móng tay mà một nhá, đấy cực kỳ là xịn sò và chất lượng, hình hoa văn rất đẹp nhá, made in Japan, nó định trong một cái ví da rất đẹp nha. Đấy bộ ví da mà một nhá, đấy bộ ví da mà một, đấy cực kỳ là nhiều, các có thể là mua về làm quà đó, rồi mua về gia đình nhà mình dùng, phụ chị em phụ nữ này, rồi là trẻ con, người già, người lớn, đàn ông dùng hết luôn nhá. Đó đa di năng, bấm móng tay nặn mụn, rồi là lấy da tai zip giếc các kiểu luôn nhá, đó kìm cắt lấy da chết. Đó thì các bác lên mã cho em là cái dòng sản phẩm là cái bộ mà một nhá. Đấy bộ mà một, cái bộ mà một này thì bên em đang bán đợt này giá cực tốt luôn, 100k trong một sản phẩm này và bao ship tận nhà nhá. Đấy bao ship tận nhà luôn, mà một 100k bao ship tận nhà. Đó hàng này cực kỳ là xịn sò và ngon lành các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên với bác là cái dòng bình xịt nhớt này. Đấy bình xịt nhớt này, con này thì chuyên bác mua về xịt dầu xịt nhớt này, các bác đong nước đong dầu đây chưa. Đấy đong nhớt đong dầu đây. Đấy và về các bác xịt, các bác nào dùng cơ khí sửa chữa máy móc rồi dùng máy may các thứ rồi. Đấy mua về xịt rất là tiện nhá. Đấy rất là tiện. Ngoài ra thì cái phần này các bác có thể bóp này. Đấy bẻ cong đi. Đấy bẻ cong đi. Bẻ cong đi nhá các bác nhá. Đấy các bác bẻ cong đi, các bác phịt những vị trí khó rất là tiện luôn. Đấy, rất là ngon lành nhá. Rất là nhẹ nhàng tình cảm, các bác lên mã cho dòng sản phẩm là bình xịt nhớt. Con bình xịt nhớt này bên em đang bán giá là chỉ có 50k một con này thôi. Đấy, 50.000 cho chiếc bình xịt nhớt các bác nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái dòng bẫy chuột thông minh. Đấy, bẫy chuột thông minh này. Đó, cực kỳ ngon. Con này thì rất là dễ dùng. Chất liệu của nó là như ABS cao cấp nhá, rất là cứng cáp dày dẫn, lò xo thì cực kỳ là căng tay. Các bác lấy tay bóp cho em cái này. Đấy, bóp cái vào lẫy luôn nhá. Đấy, chạm nhẹ em cái này. Dính luôn không nhá. Đấy dính luôn. Cực kỳ là nhạy nhá, cực kỳ nhạy này. Đấy, đập cái dính luôn này. Bóp cái này. Vào bẫy này, đấy các bác để như này. Các bác để ra những cái chỗ mà vị trí chuột trước nó hay chạy, là đầu hàng chuột rất là ok nhá. Đập cái chạy luôn nhá. Đấy giá thì đang bán là 20.000 cho một chiếc bẫy chuột thông minh luôn nhá. Đấy 20k cho một chiếc bẫy chuột thông minh. Các bác có thể là gậy như này, các bác lấy tay giữ, các bác bỏ mồi lên cho. Đấy bỏ mồi vào là chuột vào cái là dính luôn. Đó 20.000 một chiếc các nhá. Và tiếp theo thì bên em về tiếp tục cái dòng chổi, cái dòng chổi tam giác nhá. Đấy dòng chổi tam giác của Nhật này. Đó, con này thì bán quá nhiều rồi mà đặt vừa rồi cháy hàng, cứ hàng bán luôn nhá. Đây, một chiếc chổi tam giác của Nhật này. Đó đi kèm là có những cái thanh nối dài thì về các bác tự lắp đặt thôi. Con này thì rất là dễ lắp đặt nhá. Đây các bác cứ lựa sao các bác lắp đặt vào, nó dạng gen xoáy mà, các bác xoáy vào trong này. Đấy xoáy vào. Đấy xoáy vào và các bác sử dụng thôi. Đây, đó các bác nối dài ra này. Con này nối dài ra thì nó khoảng tầm là 2 mét nhá. Phần tay cầm nó có phần ốp cao su này, chống trơn trượt và cầm nó rất là êm tay. Đây, khi mà nối dài nó sẽ rất là dài này. Đây. Đấy khá là dài để thoải mái các bác sử dụng luôn nhá. Đấy con này thì nó xoay 360 độ. À, nó là dạng hình tam giác nên các bác lau nó, mọi ngóc ngách lau rất là dễ lau thôi. Đây. Đấy lau rất là dễ lau, các bác có thể ngửa lại lau này, xoay này. Đấy xoay này. Đấy rất là tiện nhá, lau các ngóc ngách. Đây, đấy lau các ngóc ngách vào luôn nhá. Đó rất là tiện dụng luôn. Đây giờ sẽ có một cái video thực tế với cái dòng sản phẩm cái chổi lau nhà tam giác này để bác xem nó thực tế nhá. Con này thì nó có một cái chế độ tự vắt rất là hay. Đây, các bác rút này xem, rút đây. Rút này, đấy là tự động nó sẽ vắt vào nhá. Đây, rút này tự động nó sẽ vắt vào, nó trụ mà nó sẽ vắt khô cái phần vải như không nhá. Đấy, còn đây là cái phần vải nó này, phần vải bông này, đấy phần vải bông rất là tiện nhá. Con này có thể là tháo ra,
các bác tháo ở đây ra này. Đây, các bác trụm và các bác tháo cái phần này ra. Đấy, tháo ra và các bác có thể là thoải mái các bác giặt rũ đi nhá, rất là tiện dụng thôi. Đấy, và khi các bác giặt khô xong các bác lại lắp vào, còn không thì các bác cứ để đấy, các bác dụng được, rất là tiện. Đấy, phần vải thấm hút rất là ngon nhá, xịn sò và chất lượng đây. Đấy, chổi đi cầm cực kỳ là chắc chắn luôn. Đây ơi, đây sẽ mở cho bác xem một cái video thực tế về người ta sử dụng cái dòng sản phẩm này coi nhá. Muốn nhà sạch bong sáng bóng không một hạt bụi thì sao có thể thiếu một cây chổi lau nhà xịn sò mà xịn như cây chổi tam giác lau đa năng 360 độ thế hệ mới này, vừa lau vết bẩn khô và ướt, vừa linh hoạt xoay 360 độ lau sạch mọi ngóc ngách, đã thế còn phát khô tự động. Này, bắt khô tự động nhá. Không sạch sao được, với thiết kế đầu lau tam giác tinh tế cùng khớp xoay bốn hướng dễ dàng lau chạm tới các góc sâu nhất mà không cần di chuyển. Đấy, có thấy không? Những cái góc cửa là lau ngon lành luôn nhá. Đấy, gầm ghế, gầm tủ là góc cạnh con này lách hết luôn vì nó dạng hình tam giác mà. Sàn gỗ vân vân, đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín mít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất mà chỉ duy nhất thanh chổi lau tam giác này có. Phát siêu kiệt nước, bảo hành một tờ một nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Anh chị em đặt hàng vào phần giỏ hàng hoặc nhắn tin cho siêu thị nhé. Rất là tiện dụng nhá. Đấy, nó rất là tiện dụng về cái dòng sản phẩm là cái dòng chổi tam giác này. Đó thì các bác lên mã xem là cái dòng sản phẩm nào, cái con chổi tam giác nhá. Đấy, chổi tam giác. Chổi tam giác này. Đấy, các bác lên mã xem dòng sản phẩm là chổi tam giác đi, chổi lau nhà tam giác hoặc là chổi đa năng. Nói chung là cứ chổi tam giác cho dễ thì vì có một mã thôi. Đấy, chổi tam giác nhá. Chổi tam giác này. Đấy, chổi tam giác. Cái con chổi tam giác này thì bên em đang bán giá các bác là chỉ có 190k cho một con này thôi. Đấy, và trong video này thì bên em ưu đãi là bao ship tận nhà nhá. Đấy, bao ship tận nhà. Chổi tam giác 190k một con và bao ship tận nhà nhá. Giá này cực kỳ là tốt và hàng này cực kỳ là ngon, lành xịn sò của những quý của bác anh chị nhau các nhá. Đấy, đó rất chất lượng nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng đá massage này. Đấy, lại tiếp tục về cái lô đá massage nhá. Đấy, bữa trước rất nhiều bác hỏi này. Đấy, hết hàng. Nay lại về tiếp tục dòng đá massage. Đó, con này chất liệu của nó là dạng đá tự nhiên nhá. Công dụng thì các bác dùng để massage người chân tay người ngậm. Đấy, lưu thông khí huyết rồi là mạch máu các kiểu nhá. Đấy, toàn bộ là bằng đá luôn này. Đá thật 100% đá tự nhiên nhá. Đấy, dòng đá của Nhật cực kỳ ngon xịn sò. Đây, đá 100% luôn nhá. Các bác nghe tiếng này. Đấy, các bác nghe tiếng thấy không? Đấy, kể cả phần chuôi tay cầm này. Đấy, khi mà các bác dùng các bác lăn này, những cái phần mạch máu thứ nó lưu thông này, rồi là những cái khí độc các thứ là nó hút hết vào cái đá này. Đấy, cái đá nó sẽ hút hết coi nhá. Đấy, rất là xịn sò. Đây thì nó sẽ có là những cái phần ví dụ như này. Đây, đó như này. Đấy, cái phần răng cưa này. Đấy, rất là xịn sò. Đây, phần này lăn trơn này. Ở đây thì nó bộ ba này, bộ này sẽ có gồm 3 món là một cái lăn đôi này, lăn kép này, một cái lăn đơn này. Đó, và một cái miếng đá này. Cái miếng đá này các bác có thể là vuốt này. Đấy, vuốt những vị trí khó này, các bác dùng để vuốt này. Đấy, vuốt cổ chân, cổ tay, cổ vai gáy và dùng cái viên này, vuốt này. Đấy, dùng những cái con này các bác lăn những cái phần đầu, trán, thái dương các thứ ra này. Đấy, phần phần nhô nhô này. Đấy, các bác lăn vào vị trí như ví dụ như là phần cơ kiếc các thứ này. Đấy, rất xịn sò, hàng thì cực kỳ là chất lượng và 100% là phần dạng đá tự nhiên các bác nhá. Đấy, dạng đá tự nhiên, các bác nhìn cái vân đá chưa? Rất đẹp nhá. Đấy, vân đá rất đẹp luôn này. Đây. Đó, rất xịn sò và chất lượng gửi đến quý cô anh chị nhà mình. Đó thì các bác lên mã xem là cái dòng sản phẩm là cái massage đá nhá. Đấy, massage đá. Cái con massage đá này thì bên em đang bán giá cực rẻ luôn. Giá thì chỉ có 160k thôi. Đấy, 160k. Đấy, và bao ship tận nhà nhá. Đấy, bao ship tận nhà. Đấy, 160k một con massage đá này và bao ship tận nhà. Hàng thì gửi đến tay các bác là hàng nguyên hộp như này. Các bác có thể là mua về làm quà tặng. Đấy, đây, hàng nguyên hộp như này các bác có thể là mua về làm quà tặng. Đấy, một cái món quà nó rất là ý nghĩa nhá. Đấy, một món quà rất là ý nghĩa, ví dụ cho bố mẹ ông bà. Đấy, rất là xịn sò nhá. Giá thì cực rẻ luôn, giá chỉ có 160k cho một cái bộ này thôi và bao ship tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo thì bên em về tiếp tục cái dòng lô sạc nhanh iPhone này. Đấy, lô sạc nhanh iPhone nhá, cực kỳ là xịn sò. Đây, đó, dòng sạc nhanh của iPhone với Apple Max. Nhưng mà bác nào mà dùng những con đời dòng iPhone khoảng tầm iPhone 5 trở lên thì các bác dùng con này sạc thoải mái. Đấy, dòng này của nó là sạc nhanh. Đấy, sạc cực nhanh luôn, công suất là 20W nhá. Như là sạc rất nhanh, các bác sạc khoảng tầm 45 phút đến 60 phút, khoảng tầm 45 đến 1 tiếng là pin nó sẽ đầy nhá. Đấy, hàng sạc cực kỳ là châu bò. Dùng trong những cái trường hợp mà các bác dùng khẩn cấp. Đấy, mà pin nó rất là nhanh hết rồi các bác dùng con này cho. Đấy, đẩy vào cực kỳ là nhanh luôn và cực kỳ là chất lượng. Đây, đi kèm bộ sản phẩm này thì sẽ có là một cọng dây cáp sạc này. Đấy, và một củ sạc này. Đấy, đầy đủ một cái combo luôn. Đấy, dây cáp dài 1m và củ sạc nhanh 20W nhá. Đấy, hàng chuẩn của Apple Store.
iPhone 13 Pro Max logo của táo con dở này. Đấy, đây. Cực kỳ ngon, sạc nhanh 20W các nhá. Đấy, sạc nhanh 20W. Đây, đó mã code, mã vạch các thứ đầy đủ luôn. Các bác lên mã cho em dòng sản phẩm là cái con sạc nhanh ấy. Đấy, con sạc nhanh. Con sạc nhanh thì bên em đang bán giá bác là đi sạc nhanh. Giá thì là 150k một bộ thôi. Và bao ship tận nhà các nhá. Giá cực kỳ tốt luôn. Những cái shop khác đang bán bộ này đến khoảng tầm đi 250 bộ, nhưng bên em bán giá chỉ có 150k một bộ này thôi. Và bao ship tận nhà, hàng về số lượng lớn nên là giá cực tốt luôn nhá, không nhanh tay. Đó thì ngoài ra bên em vẫn còn cái dòng tai nghe của AP nhá. Đấy thì giá là 280.000 một bộ này. Hàng tai nghe nguyên hộp nhá. Đấy cũng của chuẩn Apple nhá. Đấy được mệnh danh là phòng 3 di động, nghe cực kỳ là hay và chất lượng luôn. Đây tổng quan nó đây. Đấy góc mở ra này. Đấy mở ra và kết nối rồi nhá. Dùng thì rất là dễ dùng. Đấy kết nối thì cái phần tên tai nghe của nó là đi AirPods Pro nhé. Đấy, con tai nghe tên của nó là AirPods Pro. Giá thì bên em vẫn đang được ưu đãi là chỉ có 280.000 một bộ thôi nhé. Đấy, 280.000 cho cái bộ tai nghe AP như này. Đấy, hàng chuẩn Apple luôn nhé. Nên nghe cực kỳ hay và chất lượng luôn này. Đấy, hàng tai nghe không dây kết nối Bluetooth cực kỳ là xịn sò. Đó, thì các bác lên mã cho em là sản phẩm của tai nghe AP 300 giảm còn 280.000 một bộ và bao ship tận nhà nhé. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em về tiếp tục cái lô thảm lau chân này. Đấy, về cái lô thảm lau chân nhá. Hàng thì thấm hút cực kỳ là ngon. Kích thước của nó là đi chiều dài 60 và chiều rộng là 40 nhá. Đó thì nó có các hình khác nhau này. Đấy, hàng này thì các bác thông cảm là hàng này bên em không chọn hình vì nó nhiều mẫu lắm. Đấy, mẫu nó khác nhau. Nói chung là các bác cứ mua thì bên em sẽ lựa chọn cho bác mẫu nó khác nhau, nó không bị trùng nhau nữa nên là các bác yên tâm. Đó thì đây. Tổng quan của em thảm đây. Đấy, cực kỳ xinh và đáng yêu này. Các bác để trên cái phần cửa ra vào thì mình đấy, làm cái tấm thảm lót chân thấm hút nước rất là tốt nhá. Con này thấm hút nước cực kỳ là ngon, xịn sò và chất lượng luôn. Đấy, giá thì cực kỳ là ngon này. Giá một cái tấm thảm này giá chỉ có 100k thôi. Và bên em sẽ bao ship tận nhà nhé. Bác lên mã cho em là cái dòng sản phẩm là cái con thảm lau chân. Đấy, thảm lau chân này. Thảm lau chân. Giá thì là 100k. Đấy. Và bao ship tận nhà nhé. Đấy, nguyên thì ship đã vào tầm đi 30-40 nghìn rồi. Đấy, mà lại còn bao ship tận nhà, thảm lau chân giá chỉ có 100.000 thôi, bao ship tận nhà. Hàng cực kỳ đẹp và xịn sò. Phần trên này của nó là phần trần bông nỉ này, thấm hút cực kỳ ngon. Phần dưới là cao su này, chống trơn trượt này. Các bác để những view phần mặt kính nhá. Rồi là phần đá hoa này mình trơn chiếc các thứ nhưng mà vẫn rất là ngon, xịn sò, chất lượng nhá. Đấy, giá thì là 100k. Bao ship nhá. Kích thước của nó là đây. Kích thước là đi 60 chiều dài nhân với lại 40 chiều rộng nhé. Đấy, khá là to tát chắc chắn. Đó, thảm lau chân 100k bao ship tận nhà. Sản phẩm tiếp theo thì bên em về tiếp tục với dòng tấm cọ lưng silicone này. Đấy, tấm cọ lưng silicone nhé. Đây. Đấy, dạng tấm cọ lưng silicone bằng nhựa nhé. Đấy, con này các bác có thể là vừa cọ lưng, vừa tẩy rửa, vừa massage, vừa ngậm. Ở đây thì có những cái lỗ hút hít kính này, hít kính, hít đá này. Đấy, các bác để các bác gắn lên cái phần tường nhà tắm nhà mình ấy. Đấy, để các bác có thể là kỳ lưng. Đấy, không ai kỳ cho thì các bác tự mình kỳ cho mình thôi. Rất là tiện dụng nhá. Ở đây nó có những phần gai này. Đấy, vừa massage này, vừa kỳ này. Đấy, dùng xong các bác rửa đi cái nhá. Con này nó không thấm hút nước nhá. Nên là dùng xong rửa sạch sẽ, phơi khô cái là ngon. Lần sau lại dùng bình thường. Đó, giờ sẽ có video mô phỏng các bác về cái dòng sản phẩm nó có nhá. Đây nhá, để giờ em sẽ mở cho bác xem về cái dòng sản phẩm nó có nhá. Đây. Đấy, rất tiện nhá. Đấy, dùng xong bác rửa qua cái là sạch sẽ luôn. Đấy, dính lên tường được luôn nhá. Đấy, kỳ lưng này. Đó, kỳ tay chân này. Đấy, kỳ chân luôn này. Đấy, rất tiện nhá. Đấy, dùng xong là xả nước đi cái là trôi hết đi luôn nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Giá thì cực kỳ là tốt luôn. Các bác lên mã cho em cái dòng sản phẩm là cái dòng cái tấm cọ lưng nhá. Đấy, cái tấm cọ lưng. Bên em đang bán cái con tấm cọ lưng này. Giá thì cực kỳ là rẻ luôn. Giá thì bên em đang bán cái con này, giá là chỉ có 60.000 một con thôi nhá. Đấy, 60k. Cho một cái con tấm cọ lưng nha. Đấy, 60.000 một con thôi cô nhá. Đấy, về vừa cọ lưng chân tay người ngậm, dùng để massage chân tay người ngậm rất là xịn sò. Con này thì nào nhá, 60.000 một con. Sản phẩm tiếp theo thì bên em về tiếp tục cái dòng lô, cái lô giặt giày khô nhá. Đấy, nó gọi là cái giặt giày, cái chai giặt giày khô. Đấy, con này thì chuyên cho bác dùng để giặt những cái dạng giày như là giày giày vải này, giày thể thao này. Đấy, dùng các bác bây giờ các bác giặt nước nó rất là nhanh hỏng giày. Mà nó rất là nhanh xuống màu giày. Như các bác dùng cái chai giặt giày khô này thì nó rất là ok. Đấy, nó không ngấm nước mà các bác dùng trong những trường hợp khẩn cấp là các bác dùng giặt xong các bác đi được luôn. Đây, đấy, dạng của nó dạng bột này. Khi mà các bác phụt vào thì nó càng phụt nó càng nở ra này.
đấy, nở ra và lấy cái bàn chải và lại đánh qua cho em một lượt vào cái phần dày của mình là sáng trắng luôn nhá. Đây có một cái video thực tế về cái dòng sản phẩm này. Một cái lọ này thì cái dung tích của nó là 300ml nhá. Đấy, dùng thoải mái luôn. Đây các bạn, đây giờ em sẽ mở cho bác xem một video cái dòng sản phẩm này, cái chai giặt khô dày luôn nhá. Đấy, có thấy không? Sạch bong luôn nhá. Đấy. Đấy thì các bác dùng cái con này thì dùng rất ok. Đấy thì con này rất là thơm mùi chanh, các bác giặt nó rất là tiện trong cái ví dụ trong mùa đông ấy, hoặc là trong cái mùa mưa, các bác giặt nó lâu khô thì dùng con này rất ok. Đấy, giặt khô đi rất là nhanh. Đấy, và nó không bị thấm nước vào bên trong, mà giặt thì cực kỳ là sạch và trắng mà lại còn thơm nữa nhá. Đấy, giá thì là chỉ có 120k cho con này thôi. Đấy, giá chỉ có 120k gửi đến tay bác, và giá lại cần bao ship tận nhà nhá, 120k bao ship tận nhà luôn. À, xin lỗi các bác, là cái dòng máy hút mini. Đấy, máy hút mini cầm tay cực kỳ xịn sò. Dòng này của nó là dòng chạy pin nhá, không dây. Đấy, các bác hết pin thì các bác cắm sạc vào thôi. Bộ máy này thì đầy đủ phụ kiện đi kèm của nó sẽ gồm có một thân máy này. Đấy, và một cái thanh nối dài này. Đấy, thì các bác cắm được chưa? Một cái phần chổi cọ này, vừa cọ vừa hút này. Đấy, thì các bác có thể dùng ví dụ như những cái vị trí mà khe khiếc các bác vừa cọ vừa hút này. Đấy, vừa cọ vừa hút nhá. Và một cái dây sạc đi kèm. Con này thì về các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy là bác sạc online luôn. Đây, phần chân sạc đây các bác cắm vào đây cho. Nó cắm vào đây và cắm vào cục sạc điện thoại nhà mình các bác sạc. Đó, dung lượng pin thì cực kỳ là khỏe và máy chạy rất là trâu bò, hút rất là ngon nhá. Giờ em sẽ hút test bác xem. Đấy, đây, nút bấm bật tắt đây các bác bấm nhá. Đấy, máy chạy này. Có cái phần đèn báo luôn nhá. Đấy, có phần đèn báo luôn này. Máy chạy này. Con này thì nó có hai chức năng, vừa hút vừa thổi nhá. Đấy, vừa hút vừa thổi đây. Vừa hút vừa thổi luôn này. Đây, em sẽ lấy cái giấy. Đấy, em test bác xem về cái chế độ thổi của nó này. Đấy, cái chế độ thổi của nó nhá. Thổi thì hút thì nó ở đằng này rồi, còn thổi thì nó đầu này ra đây. Thì em test cái thổi trước này. Có gì này. Đấy, nó thổi này. Đấy, vừa hút vừa thổi nhá. Đấy, nói chung là con này các bác thổi nhẹ là ok. Nó chủ yếu là chức năng của nó là chủ yếu là hút thôi. Đó, thì giờ sẽ hút test cho bác xem luôn nhá. Đây, em có một ít gạo với lại ít bụi bụi này, bụi mịn đây này. Đấy, giờ sẽ hút cho bác xem luôn nhá. Đó, thì các bác cứ xoay theo cái chiều này, nó vào nó hợp lý cái khe kia của mình hút, bật máy hút này. Máy hút cực kỳ trâu bò nhá, chỉ có chưa đến trong vòng tầm 5 giây thôi mà em nó hút hết cái đống bát này luôn. Cái đống trong cái bát này luôn này, sạch sẽ nó còn tí nào nhá. Đấy, thì nó sẽ chứa bụi những cái bụi này rác ở trong một cái buồng như này. Và khi mà các bác lấy, các bác tháo này cho em vặn ra. Đó, và các bác lôi ra. Các bác rút cái lọc ra cho em này, rút ra này. Đấy. Và các bác hút ra. Đấy, các bác đổ ra. Đấy, vệ sinh các bác đổ ra này. Đấy, đổ ra. Đây các bác nhìn này, những cái bụi biếc các thứ nó hút hết này. Đấy, những cái bụi bẩn nó vừa em hút hết là hết sạch luôn nhá. Đấy, chỉ còn bát không thôi. Đó, còn đây là cái phần màng. Hai cái phần này các bác có thể mang đi vệ sinh rửa ráy thoải mái cho em luôn. Phơi khô là các bác lại lắp vào và các bác lại sử dụng. Đó, các bác lại lắp vào đúng cái cá này các bác sử dụng thôi. Và các bác lại tiếp tục hút. Các bác lưu ý là khi mà các bác lắp là các bác nhớ phải lắp cái màng vào cho em này. Đấy, nhớ phải lắp cái màng vào nhá, không là nó hút vào cái motor này và là nó sẽ cháy motor nhá. Nên các bác nhớ lưu ý cho em là nhớ phải lắp cái màng này vào. Đấy, không là hút không là rất là nguy hiểm luôn nhá. Đấy, nó hút nó bắn vào cái màng nó rất là nguy hiểm luôn. Cái máy motor bên trong nó rất là nguy hiểm. Máy thì chạy cực kỳ khỏe và hút cực kỳ là nhanh luôn nhá, hút cực kỳ nhanh. Con này rất là tiện, các bác có thể cầm lên để trên hút trên ô tô các thứ nhà mình thì dùng rất là xịn sò nhá. Đây. Có thấy không? Hút chỉ có khoảng tầm 3 giây thôi là xong xuôi hết này. Rất là nhanh. Đấy, và rất là tiện nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Đó, cực kỳ là tiện và xịn sò, ngon này. Đó, thì các bác lên mã xem là cái dòng sản phẩm là cái con máy hút bụi mini cầm tay nhá. Đấy, con máy hút bụi mini cầm tay này. Con này thì em báo giá luôn. Bữa trước thì bên em đang bán giá là đi đây. Máy hút bụi mini nhá. Các bác lên mã cho là máy hút bụi mini. Hút bụi mini này. Bữa trước con này đang bán là 250k. Đấy, trong video này thì bên em giảm giá thanh lý 210k một con.
bao ship tận nhà nhá. Đấy, giá cực tốt luôn nhá. 210k cho một cái con máy hút mini cầm tay như này. Đấy, đợt này về hàng số lượng lớn nên là giá cực kỳ là tốt và ưu đãi gửi đến các bác nhá. Chỉ có 210.000 cho cái con máy hút bụi mini cầm tay thôi và bao ship tận nhà nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì ở đây em có về cái dòng dao vàng này. Đấy, cái dòng dao vàng Nhật nhá. Đấy, cái dòng dao vàng Nhật cực kỳ xịn sò và chất lượng luôn. Đó, dòng dao bãi. Đấy, dòng dao bãi Nhật các nhá. Đấy, cực kỳ xịn sò. Cái dòng dao này của bên Nhật thì người ta hay dùng để người ta hay đi đi ấy quá nhá, đi đi gì nhỉ? Hay người ta hay đi làm vườn, đi tỉa cây, tỉa quả rồi tỉa cành. Đấy, nói chung là người ta hay đi dùng đi làm vườn, tỉa rau, tỉa dợ các thứ là dùng rất là tiện vì nó rất là nhỏ gọn, nó chỉ có khoảng tầm 20 cm thôi. Đấy, khoảng tầm 20 cm thôi nhá, rất là nhỏ gọn. Đấy, nhưng mà cái chất thép của nó thì nói chung là chấm hết luôn nhá. Đấy, cán gỗ này. Đấy, cán gỗ cực kỳ ngon và xịn sò. Các bác lên mã cho em dòng sản phẩm là dao vàng. Cái con dao vàng này thì bên em đang bán giá cho bác rất là rẻ thôi, giá chỉ có 50.000 cho một con dao vàng thôi nhá. Đấy, hàng thì cực kỳ là sắc bén và ngon này. Đấy, hàng thì bao sắc bao xài có gì đây. Hàng nó thể gọi là bao sắc bao xài luôn, chém các kiểu các thể loại luôn nhá. Con này mà các bác mang đi làm vườn làm giếc các thứ này, có gì này. Đây, đấy, quá sắc bén luôn nhá. Đấy, quá sắc bén luôn. Cái chất thép của nó nói chung là chấm hết luôn nhá. Đấy, giá là chỉ có 50.000 cho một con dao vàng thôi nhá. Đấy, giá chỉ có 50.000 cho con dao vàng thôi. Sản phẩm tiếp theo thì bên em về tiếp tục cái lô máy trà bếp này. Đấy, một cái lô máy trà bếp nhá. Đấy, máy trà bếp cực kỳ là xịn sò và chất lượng. Đây, một cái con máy trà bếp của nó thì hàng của nó sẽ là hàng full hộp như này. Gửi tay bác sẽ là hàng full hộp như này nhá. Đấy, bộ máy trà bếp của Nhật. Con này thì nói chung là các bác dùng rất là đa di năng nhá, dùng rất là đa di năng. Đây, đấy, ở đây sẽ gồm có một thân máy này, một thân máy đây là phần công tắc bật tắt này. Các bác bật đây này. Đấy, nó sẽ quay, tắt đi này. Đấy, tắt đi, đây là thân máy nhá. Em chỉ luôn cho bác chỗ sạc pin này. Đây là cái chỗ sạc pin của nó này. Đấy, Quaterly in Japan nhá. Đấy. Phần đây là hết pin thì các bác cắm sạc vào đi kèm thêm của nó sẽ có dây sạc đi kèm. Về các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Đây. Đấy, cắm vào cục sạc điện thoại nhà mình các bác cắm vào cho em. Đấy, sạc pin. Hết pin các bác lại cắm sạc các bác dùng. Đấy, dùng xong hết pin lại cắm sạc dùng. Đấy, tái sử dụng nhiều lần nhá. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có những cái đầu. Đấy, ví dụ như cái đầu này, đầu trà, đầu đánh bóng này. Đấy, rồi đây. Đầu này, đầu lau khô này, các bác có thể chụp vào cái này cho em. Đó, các bác chụp với cái bông này, ở đây nó có chun này. Đấy, các bác có thể chụp với cái bông này. Nói chung là tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bác dùng cho nó phù hợp. Đó, và đây là một cái đầu bàn chải chính này. Đấy, đầu bàn chải chính thay thế thì rất dễ, các bác chỉ cần rút ra cho em. Đấy, rút ra và các bác thay cái đầu khác vào thôi. Đấy, thay đầu khác ấn vào cho em. Đấy, ấn vào bật máy này. Đấy, máy chạy này. Đấy, rất là tiện nhá. Đấy, nhưng mà chủ yếu là dùng cái con đầu bàn chải này, con này là ngon này. Đấy, các bác đánh các kiểu nhá. Đánh nhà bếp này, đánh bàn bếp ga, đánh bàn bếp này, rồi là kỳ cọ nhà vệ sinh này. Đó, rồi là gương kính, rổ giá, son nồi các kiểu luôn nhá. Đây, có gì này. Đấy, các bác gì này. Đấy, rất là ngon nhá. Đấy, máy chạy thì cực kỳ là khỏe và chất lượng luôn. Đây. Ví dụ nhà có cái rổ đây nhá. Các lồi có trà này. Đấy, các lồi có trà này. Đấy. Các lồi có trà này. Đấy, các lồi có trà này. Đấy, rất là ngon, sạch sẽ, ngon lành luôn nhá. Đấy, đấy là về cái dòng máy trà bếp như em đang phân phối nhá. Đây giờ sẽ có một cái video thực tế về cái dòng sản phẩm này. Đây nha các ơi, đây em sẽ mở ra một video thực tế mà người dùng đã sử dụng này. Cái bộ cọ rửa đa năng sau 1 tháng rưỡi sử dụng của mình thì nó hoạt động vẫn tốt mọi người ạ. Tại mình thấy có nhiều bạn comment bảo là cái này dùng được mấy bữa là hỏng, nhưng mà mình dùng suốt được gì đâu. Mình chủ yếu dùng cái này để cọ rửa mấy cái đồ ở trong nhà tắm thì thấy nó khá là sạch. Ngoài ra cũng có thể kỳ cọ rất là nhiều thứ. Giống như mình đang mang ra để làm sạch cái thảm đá này, hoặc cũng có thể mang ra để làm sạch mấy cái cửa kính này, rồi mang đi giặt thảm này, đánh giày cũng được luôn. Nói chung là quá là ok luôn. Recommend cho mọi người cái này nhá. Đấy, rất là ngon đấy các bác nhá. Đấy, nói chung là rất là đa di năng, con này có thể là cọ mọi chức năng mà giá thì cực kỳ là tốt rồi. Đấy, hết pin thì các bác lại mang ra, các bác sạc pin và các bác lại xài thôi, tái sử dụng được nhiều lần nhá. Đấy, đi kèm là đầy đủ phụ kiện các thứ, ngon lành luôn nhá. Đấy, hàng chuẩn Nhật, Quaterly in Japan này. Đó, rất là chất lượng. À, các bác lên mã cho em là cái con máy trà bếp nhá. Đấy, con máy trà bếp, con này thì bên em đang bán giá cực tốt luôn, giá chỉ có 150k cho mỗi con sản phẩm máy trà bếp như này và bao ship tận nhà nhá. Đấy, bao ship tận nhà luôn, 150k một con, bao ship tận nhà. Sản phẩm tiếp theo thì bên em về tiếp tục cái lô bảng tự xóa này. Đấy, rất là nhiều bác tự hỏi cái bảng tự xóa này nhưng mà nó không có hàng. Đấy, thì lại mới về cái dòng bảng tự xóa này. Đấy, con này thì rất là dễ sử dụng luôn. Đầu tiên thì về thì các bác bật cái công tắc cho em, đẩy về cái phần mở khóa này. Đấy, đẩy về và các bác lấy bút đây cho em. Đấy, lấy bút này ra. Đấy, bút nó sẽ gắn ở trên này.
lấy bút này các bác viết thôi. Đấy, con này các bác có thể là mua về làm quà cho các cháu nhà mình, rồi các bác mua cho con cái nhà mình mua về làm nháp. Đấy, làm nháp rồi là có thể mua về cho con cháu mình tập tô tập vẽ ở đây nhá. Đấy, tập viết ở đây rất là tiện luôn. Đó, và dùng xong các ấn cái nút được chưa? Ấn cái là mất các bác nhá. Đấy, ấn cái mất luôn. Ví dụ các bác lên YouTube gõ là Tiến Hiền Nhật Bãi chẳng hạn này. Đấy, Tiến Hiền Nhật Bãi nhá. Tiến Hiền Nhật Bãi. Đó là các bác gõ vào kênh YouTube của em là các bác lên YouTube search cái cụm từ Tiến Hiền Nhật Bãi là sẽ ra kênh YouTube của em nhá. Đấy, các bác có thể tham khảo thêm được nhiều mặt hàng khác. Đó, và các bác dùng xong viết xong các bác ấn vào em gái là tự động nó xóa đi. Màn hình của nó là màn hình LCD và cái kích thước của nó là 8.5 inch thôi nhá. Đấy, khá là to tát. Đấy, viết thoải mái luôn nhá. Cộng trừ nhân chia nháp nhiếc rồi có thể là tập tô tập vẽ đây. Rất là tiện luôn, mua về làm món quà sinh nhật cho các con các cháu nhà mình dùng cũng rất ok. Đó, rất là tiện dụng nhá. Bấm cái mất luôn này. Đấy, đi kèm thêm có bút viết các thứ đi kèm nhá. Đấy, bút thì dùng xong thì các bác bảo con các con nhà mình dùng xong lấy dắt vào đây. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Đấy, dùng xong cất đi, tái sử dụng được nhiều lần nhá. Đấy, các bác lên mã xem dòng sản phẩm là bảng tự xóa. Con bảng tự xóa này bên em đang bán giá cứ tốt luôn. Giá chỉ có 100k cho con bảng tự xóa này. Đấy thì giá là 100k nhá, 100k một bảng tự xóa này. Và trong em này thì bên em ưu đãi là bao ship tận nhà luôn. Đấy, bao ship tận nhà luôn nhá. Đấy, giá chỉ có 100.000 cho một cái con bảng tự xóa như này và bao ship tận nhà nhá. Đấy, bao ship tận nhà. Giá thì cực kỳ là tốt gửi các bác nhá. Giá chỉ 100.000 thôi, các bác mua được cái gì 100.000 bây giờ. Đấy, mua một cái bảng tự xóa này có 100.000 bao ship tận nhà, nguyên là ship đã mất khoảng tầm 30-40.000 thôi. Giá quá là rẻ luôn các bác nhá. Mà các bác mua về cái con này, nó mua về tặng các con chó nhà mình một cái món quà nó rất là ý nghĩa về nó không những là về vật chất mà rất là ý nghĩa về phần tinh thần. Đó, 100k bao ship tận nhà bảng tự xóa các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên em về tiếp tục cái dòng bơm lùn của Nhật này. Đấy, về tiếp tục cái dòng bơm lùn của Nhật nhá. Đây, đó, dòng bơm lùn Nhật, nó style in Japan này, nó cực kỳ là xịn sò. Con này thì nó sẽ có đồng hồ đo này, phần đây là phần ti bơm này, đây là phần đầu dây bơm này. Đấy, đầu bơm thì có thể là bơm xe đạp, xe máy ngon lành luôn nhá. Đấy, đầu bơm, dây bơm thì chống cập chống gãy các bác gấp thoải mái cho em luôn, không vấn đề gì nhá. Đấy, gấp thoải mái này, thả cái lại bình thường luôn nhá. Đấy, dây bơm chống cập chống gãy. Con này rất là dễ sử dụng, các bác chỉ cần ấn ngay cho em xuống. Đẩy cái phần này ra, đấy là cái ti sẽ đẩy lên này, đấy ti sẽ đẩy lên, đây là cái phần gồng cố định vào, thì khi mà các bác mang đi mang lại các bác cho gọn vào nhá, đấy dùng như rất là dễ thôi, các bác chỉ cần cho ông đây, các bác lấy chân các dặm nhau này, đấy các bác lấy chân các dặm nhau thôi, đấy rất là tiện dụng luôn nhá, đấy rất là tiện dụng, các bác bơm này, hơi ra rất là mạnh luôn nhá, hơi ra rất là mạnh và ngon, đó, đó thì dùng xong, khi mà dùng xong thì các bác lại ấn cái này vào, đấy các bác ấn cái này vào. Và các bác lại cài cái này vào xem. Đấy thì nó rất là gọn. Cài vào thì nó khoảng tầm có 20cm thôi nhá, 20cm. Nó rất là nhỏ gọn luôn. Các bác có thể là để trong cốp xe mang đi mang lại làm bơm dự phòng cũng rất là hay. Đó, một con bơm lùn có đồng hồ đo cân kiếp áp suất đầy đủ hết luôn các bác nhá. Thì các bác lên mã trong dòng sản phẩm bơm lùn Nhật này. Đó, Style in Japan này. Đó, con bơm lùn Nhật này thì bên em đang bán giá các bác là chỉ có 170.000 cho một con này thôi và bao ship tận nhà nhá. Đấy, bao ship tận nhà luôn, 170k bao ship tận nhà. Đó, đấy là về cái dòng sản phẩm là cái chai giặt giày khô nhá. Rồi đấy, một số sản phẩm trong video này. Thì bác nào xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như nút đăng ký kênh để xem sản phẩm rồi video mới nhất nha. Xin chào các bác trong những video sau.